Rồi những ai cô bác anh chị nào mà yêu thiên nhiên, yêu những cái cây cảnh, những cái cây rừng, những cái loài côn trùng thì Nam Cát Tiên là một trong những điểm đến thú vị. Chúng ta cần chuẩn bị những gì khi vào rừng Nam Cát Tiên? Một, ủng để chúng ta bảo vệ cái cổ chân chúng ta. Hai, chúng ta chuẩn bị cái vớ dài. Nếu chúng ta không có thì chúng ta có thể thuê ở tại cái trung tâm. Hai là chúng ta chuẩn bị những cái ống kính để chúng ta chụp được những cái loại cây khủng, và điện thoại để chúng ta chụp được những cái hình ảnh đẹp của những cái loại nấm. Và thứ ba là thuốc trị côn trùng như là vắt, muỗi, và mùa này rất là nhiều trong rừng thì thuốc dép, thuốc remote chúng ta có thể tìm thấy ở trên mạng hoặc là chúng ta đến những cái nhà thuốc. Hai là chúng ta có thể mua tại trung tâm bảo vệ rừng, ở trong đó người ta đều có bán. Thì nếu chúng ta đem theo những cái ống kính sắc nét, những cái gọi là ống nhòm, thì chúng ta sẽ xem được những cái loại cây đặc hữu bằng mắt thường. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái loại cây gần, tuy nhiên là những cái loại thú thì nó thường là nó sợ con người và nó ở xa hơn. Và chúng ta đi quan sát vào ban đêm, đi bằng xe jeep thì chúng ta phải mang theo những cái loại dụng cụ đặc biệt này để chúng ta có thể là xem nó hết được những cái điều tuyệt diệu ở tại rừng Nam Cát Tiên này. Chúng ta sẽ có cơ hội ngắm những cái loài lan đặc hữu của rừng Nam Cát Tiên ở đây. Và những cái bạn nào mà yêu cái đẹp, muốn chụp hình ảnh cưới thì Nam Cát Tiên là một trong những cái điểm đến khá là độc đáo và thú vị dành cho chúng ta, đặc biệt là cái khu vực Bào Xấu ha. Này, điểm này rất là đẹp, chúng ta phải đi bộ khoảng 5 cây số, chúng ta phải cân nhắc cái điều đó thì chúng ta sẽ có cái trải nghiệm. Và ở đây chúng ta không sợ đói, có 2-3 nhà hàng Tre Vàng, rồi là cái dầu đều có những cái món ăn nó đảm bảo năng lượng cho đoàn chúng ta. Rồi chúc cả nhà vui vẻ trong buổi sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.